Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi, nơi quy y của các tín đồ tôn giáo thế giới. Vạn Phật Thánh Thành là nơi phát tích của Phật giáo thế giới và cũng là nơi Phật giáo thế giới trở về nguồn. Kinh Hoa Nghiêm có nói, không có cái gì mà không phải từ pháp giới này lưu, không có cái gì mà không trở về với pháp giới. Một gốc tỏa ra hàng vạn ngọn ngành, vạn ngọn ngành lại trở về gốc, nên Vạn Phật Thánh Thành là nơi trở về của các tín đồ Phật giáo trên toàn thế giới. Chẳng kể họ thuộc Phật giáo hay Thiên Chúa giáo, Cơ Đốc giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo, ai đến chẳng ngăn, ai đi chẳng giữ, ai muốn đến cứ việc đến, ai muốn đi thì cứ đi. Vạn Phật Thánh Thành vĩnh viễn về cửa ngõ rộng mở. Chữ vạn của Vạn Phật Thánh Thành nói lên ý nghĩa nhiều vô lượng. Vạn Phật Thánh Thành không sợ người đông, cũng không sợ người ít. Nay thì đã có vạn vị Phật quang lâm nơi bảo điện, trong tương lai các nhân sĩ tôn giáo thế giới cũng sẽ quang lâm Vạn Phật Thánh Thành. Cho nên đã có sự trù liệu cho nhà trai chứa tới cả ngàn người. Hiện nay, nhà trai chỉ đủ chỗ cho 500 người cùng thọ trai một lúc. Do đó, khi có pháp hội lớn thường xảy ra hiện tượng không có chỗ để thọ trai, bởi quá ngọ không ăn. Bởi vậy, cần phải xây cất nhà trai để có thể chứa khoảng 2.000 người. Công trình kể trên vẫn còn là nhỏ, tiếp theo sẽ có một công trình lớn. Trong chương trình thiết kế đương có dự tính xây cất Hoa Nghiêm Chánh Pháp Đường, có thể chứa cả 10.000 người nghe pháp, làm nơi tu đạo của vạn người. Lại có dự định kiến tạo Đại Hùng Bảo Điện cùng ngôi bảo tháp, với một cái hồ lớn để phóng sinh. Công trình của Vạn Phật Thánh Thành là vô cùng vô tận. Vạn Phật Thánh Thành khai sơn tịch địa, làm nơi trở về nương tựa cho tất cả đồ chúng của tôn giáo thế giới. Có người bảo, thưa Pháp Sư, mở rộng theo cách ấy thì kinh phí lớn lắm à? Có phải như vậy sẽ nhằm vào bọn cư sĩ chúng tôi để hóa duyên không? Các quý vị yên tâm, từ trước tới nay tôi chưa hề hóa duyên ai, quý vị đừng sợ, nếu không tin cứ tùy tiện, kẻo sau này lại trách cứ. Ai không sợ lập công đức thì cứ ủng hộ Vạn Phật Thánh Thành. Tôi xin nói thẳng với các vị, tôi nói tôi làm chuyện gì thì tôi sẽ làm chuyện đó, tuyệt đối không nói suông. Ai sợ bị hóa duyên thì xin rời khỏi Vạn Phật Thánh Thành sớm một chút. Còn tôi thì tôi nhất định kiến tạo một nơi cho đồ chúng của tôn giáo thế giới trở về nương tựa. Ha ha ha, 问什么的说